Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào kèo Europe đến từ dự án Fantasy War, một cái dự án game NFT. Thì đầu video thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia Europe và cuối video thì mình sẽ cùng anh em đi tìm hiểu và tìm kiếm thêm một số cái thông tin trong cái dự án này. Ok, thì trong cái kèo Europe ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái pool giải thưởng đó là 1 triệu token Fawa. Và kèo này thì sẽ có 2.000 suất random và 100 suất dành cho top rapper. Mỗi suất random thì sẽ nhận được là 200 cái đồng token Fawa. Đấy, và kèo Europe sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Ok, thì bây giờ để tham gia thì các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi nhấn vào đường link thì các bạn sẽ được chuyển đến cái trang của Gleam.io. Thì đây các bạn sẽ thấy nó hiện ra các cái nhiệm vụ để chúng ta có thể tham gia. Nhiệm vụ đầu tiên đó là chúng ta sẽ xem qua cái website, cái trang Facebook của dự án. Thì đây các bạn chỉ cần click vào. Đấy, sau đó thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái trang Facebook. Thì các bạn chỉ cần xem qua thôi. Sau đó các bạn quay lại nhấn Continue thì nó sẽ hiện lên cái dấu tích ở đây. Nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ thứ hai đó là chúng ta sẽ follow cái trang Twitter của dự án. Ở đây các bạn sẽ click vào cái phần follow. Sau đó thì nó sẽ mở cho các bạn đến cái trang Twitter của dự án Fantasy War. Đấy thì chúng ta sẽ follow. Và sau đó các bạn quay lại nhấn Continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ retweet một cái bài post ở trên cái trang này. Thì các bạn nhấn vào phần retweet này thì nó sẽ chuyển hướng cho các bạn đến cái phần cái trang của bài viết. Đó, thì đây các bạn thả tim nhé. Và sau đó chúng ta nhấn vào phần retweet hoặc là quote tweet thì cái này tùy các bạn. Rồi, tiếp theo chúng ta quay lại nhấn Continue. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join vào cái kênh Discord của dự án. Thì đây các bạn sẽ mở ra và chúng ta nhấn vào phần chấp nhận lời mời. Nếu các bạn chưa có tài khoản Discord thì các bạn có thể đăng ký một cái tài khoản bằng email. Rồi sau đó thì nó sẽ tự động join vào cái kênh Discord cho chúng ta. Tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại nhấn Continue. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn sẽ join vào kênh Telegram Channel của dự án. Đấy thì hiện tại cái dự án này thì Telegram Channel của nó chỉ mới có 11.000 thành viên thôi. Cũng thấy chưa thấy được marketing rầm rộ. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại và điền cái username Telegram. Thì để lấy username Telegram thì các bạn sẽ vào cho mình dấu 3 gạch phía trên góc trái màn hình. Ở đây các bạn vào cho mình phần setting, sau đó vào phần edit profile và nhấn vào user thì nó sẽ hiện lên cái username của các bạn. Các bạn copy, sau đó dán vào ở cái phần này. Và các bạn lưu ý cho mình là chúng ta cần thêm dấu A còng ở phía trước. Rồi và nhấn continue. Tiếp theo là chúng ta sẽ join group Telegram của dự án. Thì đây các bạn cũng sẽ mở ra và nhấn vào phần join group. Sau đó chúng ta quay lại ở cái phần làm nhiệm vụ, các bạn điền thông tin vào và cũng lưu ý là thêm cho mình cái dấu A còng phía trước. Cuối cùng thì chúng ta sẽ điền cái địa chỉ ví BEP20. Thì với cái địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng địa chỉ ví ở trên ví MetaMask, ví Trust Wallet hoặc là ví Coin98. Ok, thì đây mình sẽ sử dụng địa chỉ ví ở trên ví Meta. Chúng ta sao chép địa chỉ ví BEP20. Sau đó các bạn quay lại và chúng ta dán vào phần này, nhấn vào Continue. Rồi và sau cùng thì nó sẽ cho các bạn một cái đường link rep. Bây giờ thì chúng ta có thể copy đường link rep này, các bạn chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia. Còn đối với những anh em mà chúng ta chỉ ăn cái suất random ấy, tức là chúng ta lọt trong 2.000 suất random, thì các bạn không cần phải chia sẻ cái đường link này cho bạn bè của chúng ta làm gì cả. Ok. Còn nếu anh em nào mà tham gia đua top thì có khả năng giới thiệu, các bạn có thể chia sẻ cái đường link này để bạn bè của chúng ta tham gia. Ok, và bây giờ thì cuối video, bây giờ mình sẽ review cho anh em thêm một chút cái thông tin về cái dự án này. Đây thì mình thấy có đã hiện tại thì nó đã có cái website chính thức của dự án. Thì chúng ta có thể mở ra để cùng xem qua một số cái thông tin về cái con game này. Ok, thì đây là cái website của dự án. Thì hiện tại cái contract của token Fawa thì nó vẫn chưa mở nha anh em, vì con này là game mới, chưa được IDO. Rồi thì chúng ta sẽ cùng thêm qua một chút thông tin. Về phần play to earn của dự án thì không giống như phần lớn các game trò chơi play to earn khác trên thị trường. Trong Fantasy War bạn có thể tham gia trò chơi hoàn toàn miễn phí. Đấy, tức là con này các bạn có thể free to earn. Đấy là chúng ta chơi game mà các bạn không cần, chúng ta chơi game miễn phí mà các bạn vẫn có thể kiếm được tiền. Đấy. Rồi tiếp theo về giới thiệu về game thì đây là một số các cái nhân vật ở trong game. Fantasy War là một cái trò chơi NFT chiến lược đánh theo lượt, đó tức là chúng ta sẽ chơi theo kiểu sắp xếp đội hình và các bạn sẽ đánh theo lượt sưu tập cho chúng ta các cái NFT để các bạn tham gia. Đây về gameplay
thì chúng ta có thể thấy là ở trong game thì chúng ta sẽ chia ra mỗi đội sẽ có 3 4 5 người gì đấy. Đấy, 3 4 5 nhân vật gì đấy, sau đó các bạn sẽ tham gia chiến đấu để các bạn đánh bot này hoặc là chúng ta tham gia chiến đấu với các cái người chơi khác. Và mỗi cái con NFT của các bạn thì các bạn có thể trang bị cho nó các cái vật phẩm như là quần áo, giày dép rồi kiếm. Đấy, thì chúng ta sẽ trang bị cho các cái NFT ở trong game. Rồi về cơ chế kiếm tiền thì chúng ta có thể là chơi game để kiếm tiền bằng cách là các bạn tham gia đánh bot này, rồi các bạn có thể chiêu mộ người chơi, chiêu mộ chức năng chiêu mộ người chơi có thể có lãi nếu may mắn chiêu mộ được những người lính chất lượng cao. À, tức là chúng ta sẽ mua như kiểu là chúng ta mua NFT ấy, mà nếu các bạn mua được cái những cái NFT dạng hiếm thì chúng ta sẽ bán được với giá cao hơn. Rồi là phần thương mại, bán lính, bán thiết bị, vật liệu trên cái marketplace, rồi tham gia vào các tính năng nâng cao, đánh hạng để các bạn kiếm được cái đồng Power Token. Rồi về lộ trình thì hiện tại đang đi tới quý 4 năm 2021. Và đầu chúng ta xem đến quý 1 năm 2022 đi. Thì con này sẽ được mở bán resale ở trên Pink Sale. Đấy, nói chung những dự án mà mở bán trên Pink Sale thì nói chung nó cũng không khẳng định được gì cả. Đấy, nếu mà được IDO ở trên một số cái nền tảng lớn thì còn ok, còn ở trên Pink Sale thì nói chung cũng hên xui thôi. Nào với con game này thì anh em chúng ta cũng tìm hiểu thêm nếu mà các bạn muốn tham gia các cái đợt IDO hay là pre-sale của dự án. Đấy, rồi rồi quý 1 năm 2022 thì sẽ lead pancake rồi mở bản testnet ra mắt cái mainnet chính thức. Ok, về token của dự án thì tổng cung của con này là 500 triệu token. Ok, 500 triệu token cũng là một con số khá ok. Và token của nó thì chúng ta sẽ có thể sử dụng để các bạn có thể là mua các cái NFT này, rồi chúng ta có thể trao đổi buôn bán ở chắc trong các cái marketplace. Rồi làm phí rút tiền và làm phí bán các cái NFT. Ok, về phân bổ mã token thì các bạn có thể đọc qua ở đây nhé. Các cái phần này thì nó không, các bạn có thể vào cái trang web chính thức của nó để chúng ta tìm hiểu thêm. Đây, phần token 10% dành cho cái phần đặt cọc này, 6% dành cho cái phần 10% dành cho phần staking, 6% dành cho private sale, 20% dành cho đội ngũ team, 8% dành cho marketing và Aerobe, 10% sẽ dành cho cái gì đây nhỉ? Đây mình bị che lấp mất rồi. 40% dành cho cái phần chơi để kiếm tiền này. 16%, 6% thì dành cho để lead và lead lên cái sàn deck và add thanh khoản vào. Rồi tiếp theo đây là cái team founder của dự án, thì đây là một cái team đến từ Việt Nam. Ok, chúng ta có thể thấy đây là một cái team đến từ Việt Nam và các bạn có thể check được thông tin của từng người nhé. Ok, mình sẽ thử check một ông xem thử nào. Ok, thì các bạn có thể vào đây chúng ta check nhé. Đây đều là thông tin thật và là Facebook thật của từng người. Thì đây ở trên YouTube thì mình sẽ không show ra tránh cái trường hợp là vi phạm bản quyền. Ok, nên là các bạn chúng ta nếu mà các bạn muốn check về team, cái đội ngũ team sáng lập và những cái kinh nghiệm của họ thì các bạn có thể check ở trên Facebook này cũng như là các cái trang LinkedIn này. Đó. Rồi tiếp theo là về advisor. Advisor thì hiện tại cũng chỉ mới có hai advisor thôi. Nói chung là cái dự án này thì team team member thì nó team member thì public ra hết tất cả các thông tin ở đây, nhưng mà về partner advisor thì hiện tại thấy chưa nhiều. Có Comicola là một cái đơn vị platform về bản quyền tại Việt Nam này, rồi có một cái trang gọi là Player Duo là một cái nền tảng kết nối game thủ. Đấy, còn hiện tại các cái backer về blockchain thì mình vẫn chưa thấy là join vào cái dự án này. Thì đây là một cái dự án khá mới và chúng ta nên tìm hiểu kỹ trước khi các bạn tham gia đầu tư. Đấy. Rồi và video hướng dẫn của mình thì tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.